Đây là món cá chiên mà mình vừa hoàn thành xong. Chị sẽ chấm cùng với nước mắm cá để có được vị đậm. Cá này sẽ có độ giòn này, mùi thơm từ tỏi, phi và lá lốt. Mọi người thấy sao? Món cá nẹp chiên của mình có hấp dẫn không? Món ăn này sẽ rất là ngon khi ăn cùng với cơm hoặc là có thể làm món nhậu. Mọi người hãy comment ý kiến của mọi người về món ăn vừa rồi ở bên dưới nhé. Công thức chi tiết thì mọi người có thể tham khảo trong video vừa rồi. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip nấu ăn lần sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách rán cá. Cá ngày hôm nay mình mua là một loại cá nhỏ ngoài sông. Món này mình sẽ chiên nhiều dầu. Mình sẽ cho chảo lên và cho dầu ăn vào. Sẽ chờ dầu nóng thì mình cho cá vào nhé. Đây là cái con cá mà mình lát nữa mình sẽ chiên này. Kích thước khá là nhỏ. Mình sẽ phải chiên cho thật giòn và xương có thể ăn được luôn. Dầu vẫn còn bắn như vậy là chưa được nhất, mình sẽ cho dầu trên bếp thêm một chút nữa. Rồi mình sẽ cho cá vào. Này là dầu đã đạt được độ vừa rồi. Khi mà mình chiên kỹ thì sẽ ăn được cả xương.
rồi thì mình cứ om trong vòng 30 phút nhé. Vậy là sau tầm 20 đến 30 phút thì phần cá của mình đã khá là cháy giòn rồi. Mình sẽ cho vào đây phần tỏi để phi thơm này. Mình sẽ phi thơm tỏi. Và mình sẽ cho thêm lá lốt để chiên lên. Mình sẽ cho món lát và cho ra đĩa và món lát cá này chấm cùng với nước chấm rất là ngon, ăn cùng với cơm. Thì mình sẽ cho ra đĩa nhé. Cá đã rất là giòn rồi, quyện với mùi lá lốt và tỏi rất là thơm.